Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 15 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9, một vụ lở đất đã xảy ra tại làng Yongwu, làng Da Hai, thị trấn Gangwu, huyện Quan Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu do lượng mưa lớn liên tục. Theo xác minh của chính quyền địa phương, có 38 hộ dân và 107 nhân khẩu bị mắc kẹt và bị vùi lấp, chưa rõ thương vong cụ thể. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ôn Gia Bảo, Ủy viên Thường vụ Cục Chính trị của Ủy ban Trung ương CPC, Thủ tướng Quốc vụ Viện đã nhanh chóng ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu tổ chức lực lượng tìm hiểu tình hình, làm mọi cách để cứu người, đồng thời không để xảy ra những vụ tai nạn tương tự ở các khu vực xung quanh và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Ủy viên Cục Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Hui Liangwu dẫn đầu các đồng chí từ các bộ phận liên quan khẩn trương đến nơi xảy ra thảm họa, phối hợp chỉ đạo công tác cứu hộ, thăm hỏi và chia buồn cùng những người bị ảnh hưởng. Sau thảm họa, Thành ủy, chính quyền thành phố An Sun đã lãnh đạo địa phương, dân phòng, công an, phòng cháy chữa cháy và các sở ngành liên quan khẩn trương đến địa điểm xảy ra thảm họa để tổ chức chỉ đạo cứu nạn. Vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày, một vụ sạt lở đất nữa đã xảy ra tại làng Dang Hai, thị trấn Wangwu, huyện Quan Lĩnh, thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu. Do mưa lớn liên tục đã khiến hơn 100 người bị vùi lấp tại làng Dang Hai, thị trấn Gangwu. Dịch vụ khí tượng khẩn cấp đã được đưa ra lần đầu tiên. Cục Khí tượng thành phố An Thuận, Quý Châu đã nhanh chóng báo cáo thảm họa cho Cục Khí tượng tỉnh. Vào lúc 15 giờ, Cục trưởng Siang Gong Kyung và Cục phó Tang Wun Chang của Cục Khí tượng Quý Châu dẫn đầu đoàn công tác đến hiện trường hướng dẫn ứng phó khẩn cấp. Phó Cục trưởng Chen Jong Minh chỉ đạo dịch vụ dự báo thời tiết khẩn cấp tại Đài quan sát khí tượng tỉnh. Sau khi nhận được báo cáo, Yang Gung Quang, Bí thư Đảng kiêm Giám đốc Cục, người đang chủ trì cuộc họp nghiên cứu của nhóm Trung ương Đảng của Cục Khí tượng Trung Quốc vào mùa hè, đã yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhất để cung cấp các dịch vụ khí tượng như giám sát và cảnh báo sớm. Yao Miyan, thành viên của nhóm Đảng kiêm Phó Giám đốc Văn phòng, đã liên lạc với Chen Jong Minh qua điện thoại để triển khai hỗ trợ khí tượng khẩn cấp. Vào lúc 18 giờ, Su Xiaofeng, Phó Bí thư Đảng đoàn, kiêm Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Trung Quốc đã bay đến tuyến đầu của công tác cứu hộ và chỉ huy sạt lở đất ở Quan Lĩnh, Quý Châu. Với các tài liệu phục vụ việc ra quyết định, tài liệu giới thiệu thời tiết mưa bão ở Quý Châu từ một tuần nay và tác động của thảm họa, đặc biệt cung cấp dự báo lượng mưa trong 2 ngày tới An Sun, Quý Châu. Lúc 20 giờ 02 phút, xe của Bộ Chỉ huy Khẩn cấp Khí tượng tỉnh Quý Châu đã đến cách khu vực lở đất Quan Lĩnh 5 km. Đây là khu vực an toàn nhất gần hiện trường trước đó. Kể từ 22 giờ, chúng tôi đã chuyển dữ liệu phân tích dự báo và giám sát khí tượng tại chỗ cho Cục Khí tượng tỉnh Quý Châu và Cục Khí tượng Trung Quốc từng giờ. Tin tức mới nhất từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quan Lĩnh, Quý Châu, tại địa điểm xảy ra vụ sạt lở ở thị trấn Gangwu, quận Quan Lĩnh, hơn 600 dân quân, cảnh sát vũ trang, lính cứu hỏa và cán bộ các cấp đã được tổ chức khẩn cấp cứu hộ và di dời người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa, điều tra toàn diện về các mối nguy hiểm tiềm ẩn. Hiện tại, hơn 350 nhân khẩu đã được chuyển đi và hơn 1.200 nhân khẩu của hơn 280 hộ gia đình ở 6 tổ dân phố ở làng Dang Hai cần phải chuyển đi. Trời đổ mưa ở thị trấn Gangwu lúc 3 giờ sáng ngày hôm trước. Lượng mưa đạt 257mm vào khoảng 14 giờ trưa. Lượng mưa lớn đã gây ra lở đất ở hệ thống Dang Hai và hệ thống Gangwu của làng Dang Hai, thị trấn Gangwu, huyện Quan Lĩnh. Theo thống kê sơ bộ, vụ sạt lở đã làm 38 hộ dân với 107 nhân khẩu bị mắc kẹt. Sau khi thảm họa xảy ra, các lãnh đạo chính của thành ủy, chính quyền thành phố An Sun và quận ủy Quan Lĩnh và chính quyền quận đã khẩn trương đến hiện trường ngay lập tức cùng các ban ngành liên quan của thành phố và quận để thực hiện công tác cứu hộ. Một trụ sở cứu hộ và cứu nạn do thị trưởng Lu Ninh làm trưởng nhóm đã được thành lập tại hiện trường và 9 nhóm công tác đã được thành lập để thực hiện cuộc giải cứu bằng tất cả sức lực của mình. Một phóng viên của ChinaNews.com đã nhìn thấy tại hiện trường vụ lở đất ở Quan Lĩnh ở Quý Châu rằng sau gần 30 giờ cứu hộ, lúc 5 giờ 50 phút chiều, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của người đầu tiên bị chôn vùi trong đống bùn đất và đá. Hiện hài cốt đã được lực lượng cứu hộ vận chuyển ra khỏi hiện trường bằng cáng, hiện chưa phân biệt được giới tính, tuổi tác
vào khoảng 10 giờ sáng ngày 14 tháng 9 tại làng Đang Hai, huyện Quan Lĩnh, tỉnh Quý Châu, nơi xảy ra vụ sạt lở đất quy mô lớn. Các sĩ quan và binh sĩ tìm kiếm và cứu nạn đã nghe thấy tiếng thở từ bên dưới trên một địa điểm Lâu Siang Guja đổ nát bên cạnh một vết lở bùn. Ngôi nhà của gia đình ông Luo Singui nằm ở giữa và trên của khe núi nên khi xảy ra sạt lở, nó không bị cuốn trôi mà chỉ bị nhấn chìm, giờ chỉ còn một mái nhà. Tiếng thở phát ra từ dưới mái nhà trên cao, các cán bộ chiến sĩ thuộc đội cảnh sát vũ trang Asun có mặt tại hiện trường gọi đến nhưng không ai đáp lại. Những tiếng thở vẫn rất rõ ràng, không thể biết được những người sống sót là ai. Theo chủ ngôi nhà là Luo Singui, trước khi thảm họa xảy ra, hai cậu con trai Luo Genghui, 9 tuổi và Luo Cheng, 7 tuổi của gia đình hàng xóm Luo Zihui đang chơi trong nhà họ, nên đoán rằng rất có thể tiếng thở của hai đứa trẻ. Các cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang đang nỗ lực hết sức để cứu hộ, mong có phép màu cứu sống. Công tác cứu hộ cho trận lở đất ở làng Đang Hai, Quan Lĩnh, Quý Châu vẫn đang được tiến hành. Theo cảnh sát vũ trang ứng cứu tại hiện trường, với diện tích sập lớn như vậy, hy vọng sống sót của những người bị vùi lấp bên trong gần như bằng không. Theo trưởng làng, 99 người đã được chôn cất. Theo thông tin từ Sở Chỉ huy Cứu trợ Thảm họa, ngày 14 tháng 9, đội cứu hỏa tỉnh Quý Châu đã mang theo 6 thiết bị dò tìm sự sống bằng radar, thiết bị dò sự sống âm thanh và 8 chú chó tìm kiếm cứu nạn để thực hiện cuộc tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Chiều ngày 14 tháng 9, tại hiện trường cứu hộ, có thể thấy những mảng đất lớn lăn từ trên sườn núi xuống chân núi, trời mưa nhẹ. Yu Wei thuộc Phòng Kỹ thuật Giao thông của Cảnh sát Vũ trang, người phụ trách việc khai quật, cho biết để đảm bảo an toàn và tránh thảm họa thứ cấp, công việc đào bới của chiếc máy xúc lớn phải đến khoảng 4 giờ chiều mới bắt đầu. Ông cho biết để đảm bảo tính nguyên vẹn của bộ hài cốt, họ sẽ rất cẩn thận khi khai quật. Tại hiện trường, nhiều máy xúc đào bới từng lớp. Do hiện trường bị đổ sập vài trăm mét, sau khi đào được một xẻng đất lớn, hãy thả nó từ trên cao xuống để xem nó còn sót lại không. Đến khoảng 5 giờ chiều tại ngôi nhà cao tầng bị vùi lấp, thi thể đầu tiên được đào lên. Sau khi máy xúc xúc một xẻng đất lớn, tất cả những người xem đều thốt lên, một thi thể đã được đào lên khỏi đất. Không còn người sống trên vùng đất lở đất. Tại hiện trường cứu hộ, các thành viên trong gia đình chờ đợi hài cốt của người thân đã vây kín. Đa số họ đi làm ăn ở nơi khác, quanh năm chỉ có người già và trẻ em ở nhà. Cha mẹ và con cái đang bị vùi lấp ở trong đó, Li Changfu, một người dân thường đứng ở xa cho biết. Và khi các thi thể xuất hiện, một số người đã tụ tập xung quanh kiểm tra xem đó có phải là người thân của mình không. Ai đó thì thầm, đó là một cô gái và tất cả mọi người đều im lặng. Đến khoảng 7 giờ đêm ngày 14 tháng 9, công việc khai quật tạm dừng vì sợ trời tối nguy hiểm. Ngày 15 tháng 9, cuộc khai quật sẽ tiếp tục. Ngày 14 tháng 9, trụ sở cứu trợ thảm họa cho biết tổng cộng 1.001 người đã được sơ tán. Các nhân viên của Văn phòng Tài nguyên và Đất đai của thành phố Asun cho biết khu vực sạt lở sẽ không còn người ở trong tương lai. Chen Shaojiang, người đứng đầu làng Da Hai, đêm ngày 14 tháng 9 cho biết số người được chôn cất ở làng Giang Hai là 99 người. Ông nói rằng lý do tại sao ông báo 107 người sớm hơn là vì ông rất lo lắng vào ngày xảy ra tai nạn. Vì vậy, khi dân làng đến báo, ông sẽ ghi lại. Đến ngày 14 tháng 9, ông mới biết được rằng lúc đó có vài người không có trong nhà, danh sách chính xác là 99 người. Về thông tin báo chí đưa tin vào ngày 14 tháng 9 rằng hơn 60 người đã được giải cứu, Chen Chaoyang nói rằng hơn 60 người này là những người dân làng khác và không có tên trong danh sách mất tích. Ông cho biết do một số dân làng không sơ tán từ ngày hôm trước, theo danh sách do dân tại một ngôi làng ở huyện Quan Lĩnh, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc tổng hợp. Có 62 người đã thiệt mạng trong thảm họa lở đất này, trong đó có 30 trẻ em đang học tiểu học. Danh sách cho thấy 72 dân làng sống sót sau thảm họa lở đất. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư rằng khoảng 100 người đã bị mắc kẹt hoặc bị chôn vùi tại làng Da Hai, thị trấn Guanggu, huyện Quan Lĩnh, tỉnh Quý Châu do lượng mưa lớn liên tục gây ra lở đất. Số lượng các đội cứu hộ khẩn cấp và lực lượng cứu hộ được huy động ở tỉnh Quý Châu đã lên tới hơn 1.000 người. Và các nhà chức trách đã sơ tán 1.001 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Đội cứu hộ tỉnh Quý Châu đã điều động 6 đội cứu hộ, mang theo 6 thiết bị dò tìm sự sống bằng radar và chó tìm kiếm cứu nạn, thực hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn trong phạm vi sạt lở đất. Hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang cùng 5 máy xúc lớn đã khơi thông kênh dẫn duy nhất tại khu vực cứu trợ thiên tai. Cơ quan chức năng đã bố trí hơn 40 thiết bị lớn như máy ủi, máy xúc, xe bốc xếp đưa vào để giải thoát. 15 xe cứu thương và 30 nhân viên y tế do Sở Y tế địa phương tổ chức cũng đang làm việc 24/24 giờ tại điểm cứu thương.
Ngoài ra, 100 xe cứu thương và 200 nhân viên y tế do Sở Y tế tỉnh Quý Châu tổ chức đang cấp rút đến khu vực xảy ra thảm họa Quan Linh. Luo Rongbin, Phó Thị trưởng Asun, người đang chỉ đạo công tác cứu hộ tại hiện trường cho biết, thi thể nạn nhân đầu tiên đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào chiều thứ Ba. Ông cho biết, do khối lượng sạt lở rất lớn và độ mềm yếu của vụ sạt lở xảy ra trong thảm họa này rất nguy hiểm cho các máy xúc cỡ lớn làm việc, ảnh hưởng đến tiến độ tìm kiếm cứu nạn. Thưa quý vị, mưa lớn lũ lụt ở Đông Nam Trung Quốc đã khiến ít nhất 235 người thiệt mạng và 2,4 triệu người phải di rời trong những tuần gần đây. Các tỉnh bị ảnh hưởng bao gồm Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây và Hồ Nam. Tại tỉnh Phúc Kiến, lũ quét do mưa xối xả đã khiến một số lượng lớn nhà cửa bị sập và cơ sở hạ tầng bị hư hại. Hơn 4 triệu người ở tỉnh Phúc Kiến bị ảnh hưởng, 87 người chết và 79 người mất tích do thảm họa, thiệt hại trực tiếp hơn 15,4 tỷ nhân dân tệ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.